Em là Lê Thị Thùy Dương, sinh năm số 4, quê ở Quảng Nam, hiện tại là đang ở Long An, nghề nghiệp chăm trẻ em. Đến với chương trình xin kết nối yêu thương tìm lại những vấn đề còn lại để sống. Em không có chọn anh nào hết, để em lên chương trình anh, nếu mà anh nào nhìn thấy em á, giàu nghèo không quan trọng, xe ôm phụ hồ bé vé số, dài lớn tuổi 7 tuổi cũng được, nhưng sống có tình có nghĩa có đạo đức là được rồi, đủ rồi. Em xin hết, em dư ông mắm thì cũng hết đời người. Em ơi, 60 năm cuộc đời rồi, trời sống nữa vấn đề còn đỡ, trời phạt cho xu hướng dạy đi, tới đó tới đó. Nói chung là giới thiệu em đi hả? Dạ. Em năm nay là sinh năm số 64, là đúng tròn 60, U60. Em đây là thật sự là người thật việc thật, ông xã ông mắt. Lên chương trình nhờ má cháu đi, kết nối yêu thương, sống nửa quãng đời còn lại của mình. Hiện tại thì cô đang ở đâu? Hiện tại là cô ở đâu? Hiện tại quê thì Quảng Nam nhưng mà ở Long An, đi giúp trẻ, giúp trẻ ha. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tình trạng hôn nhân cô sao? Tình trạng hôn nhân là ông xã bệnh chết. Ông xã mất ha. Năm nay là 25 năm. Có mấy người con? Có một con trai giờ nuôi học, ăn ra trường đi làm bên xây dựng cửa kiến, cửa này, cửa kia. Con lập gia đình chưa cô? Chưa. Rồi bây giờ mình ở chung với con hay ở riêng? Không, con nó đi làm công trình, nó nhận công trình nó làm. Dạ. Còn nhà mình ở ngoài quê nhưng mà mình ở trong Đồng Nai này, mình có nhà không? Có đất nhưng mà chưa, nhà đi bỏ hư rồi, chưa cắt đất lại cho thằng cô. Ở trong Đồng Nai này có đất hả? Không, ở miền Trung á. À, miền Trung hả? Dạ. Rồi. Bây giờ là ở ngoài miền Trung mình cũng có đất. Có đất, có đất này nhà. Rồi mình lên mình tìm một nửa thương, mong muốn của cô như thế nào nè? Mong muốn là nói chung là em không có chọn anh nào hết trơn á. Nói thật sự, em không dám chọn. Tại vì mình là phụ nữ mà. Em không dám chọn, để có anh nào mà có nhìn có mình trên mạng á, có sự đồng cảm. Những lời nói của chị, của em nói ra thì anh nào thấy cảm thấy có sự đồng cảm thì xin liên hệ cho chương trình để kết nối. Thì trước mắt là vô lưu, nếu mà hợp thì có duyên, đến tự duyên thôi. Mình đến với nhau sống quãng đời còn lại để bầu bạn tuổi già thôi. Chứ còn làm nghề gì cũng được hết. Nghề gì cũng được hết, xe hồ cũng được đó cô. Đúng, nhưng mà sống có tình có nghĩa, có đạo đức chút là được rồi. Biết người biết ta. Già đó, nghèo gì cũng được hết. Cũng được. Không quan trọng. Cái đó là duyên, tự duyên thôi. Trời cô Phật dễ vậy. Trời Phật cho sư hướng dạy. Quá dễ luôn. Rồi ở chợ gì cũng được hả cô? Sao cũng được hết trơn. Sao yêu thương những cô là được. Những mà mình có nhân cách là đủ rồi. Dạ. Yeah. Tính tình cô dễ không? Cũng dễ nói hả? Nói chung là sống rất là có đạo đức. Nhưng mà lúc cũng hơi bực bội, cũng hơi cào nhào chút xíu thôi. Dạ. Yeah. Có từng người mà có hay ai đâu có. Nhưng mà từ lúc giờ mà mấy chú có đeo đuổi cô nhiều không? Rồi có cũng, tìm hiểu không? Cũng có, nhưng mà không cảm thấy người ta lừa mình không à? Sao vậy? Bị lừa sao cô? Lừa không phải lừa tiền mà lừa tình. Họ kêu mình chờ đợi mấy năm, cuối cùng họ quất ngựa tri phong. Quất ngựa tri phong, qua cầu rút vé luôn. Không có, tìm hiểu được đàng hoàng. Dạ. Cũng ngái chứ cũng chưa có kiểu mà ăn ở như vợ chồng. Ủa vậy sao? Quất ngựa tri phong mà ăn ở rồi đó. Không, không có ăn ở nhưng mà cũng tìm hiểu này rồi. Kia rồi. Thế bây giờ cô gặp bao nhiêu chú rồi mình không thành công rồi hả? Không thành công, có một rồi, một chú thôi. Thế hôm nay mình lên đây mình xem chương trình lâu chưa? Mới xem cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà điều kiện dàn xếp chưa có được, công việc mới đi cái đi. Bây giờ cô đang làm công việc là chăm trẻ hả? Chăm trẻ. Thế mình nhà sống ở nhà trọ hay ở đâu? Chăm trẻ cho nhà người ta, nhà trẻ. Nhà trẻ, lương tháng ổn định không cô? Nói chung là cũng tổng sống qua ngày. Thằng cô có gì thằng cô thiếu thì thằng cô nó hỗ trợ. Thế hôm nay mình lên đây mình đã chọn ai chưa? Cô nói thật là em không có chọn anh nào hết trơn á. Để anh nào anh thấy cô trên mạng xã hội có nói, khi cô nói đó rồi có sự đồng cảm thì anh đó ảnh xin số điện thoại chương trình vô lưu. Đến với nhau, đến với nhau cũng tự duyên. Có sự đồng cảm thì gặp nhau. Chứ giờ cô không có ai, em không có lựa anh nào hết trơn. Bây giờ mấy chú mà xe ôm phụ hồ bảo vệ mà thương cô đồng ý không? Nốt hết. Miễn là ok hết. Không chê. Okay. Bảo vệ không có tiền Việt nhiều. Không Việt Nam mình cho xong. Bảo vệ tiền không nhiều đâu nha. Kệ đi. 5-6 triệu tháng. Đủ ăn là đủ rồi. Sống qua ngày, miếng 3 ngày có 3 chén cơm mà rau muối. Bây giờ chú nào mà yếu rồi,
hết sức rồi, ăn ở nhà thôi. Cũng đến luôn. Rồi có về có nuôi được không? Đó là cái duyên của mình, có số phận của mình, như vợ biết sao vậy? Có nuôi được không á? Nuôi thì tới nó tính, áo bao nhiêu mới nhiêu đi. À, duyên phận của mình. Yếu ở nhà, lau nhà, quét nhà thôi. Thì được. Cô ở nhà cô đi làm cô nuôi luôn. Được, miễn là sống có đạo đức là được rồi. Đạo đức đàng hoàng. Miễn có sống có nhân cách là được rồi, không quan trọng. Vậy là cũng dễ chứ. Còn việc kiều rồi còn mình không dám tới, tại vì mình xấu, mình già nữa, mình đâu có dám dám tới đâu. Cuối cùng mơ mộng đau khổ, thôi Việt Nam mình chọn Việt Nam đi. Mà anh nào chọn mình chọn chứ chị cô không có chọn, em không có chọn anh nào ấy. Rồi, mà cô cũng dễ tính như bộ. Dạ. Rồi, cô chia sẻ chút xíu về bản thân mình đi. Giới thiệu bản thân là giới thiệu sao? Tính cách, tính tình của cô. Nếu đúng là tính tình là rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. À, sống rất là có hậu, thương người lắm, nhưng mà bị người ta giúp rồi người ta qua cầu rút ván không à. Thì cái hai là cũng hơi nóng tính, tại vì nhiều lúc là con người mà ai cũng có bực bội rồi cũng nóng một chút xíu. Không rượu, không chè, không cờ, không bạc, không cà phê, cờ pháo, không bờ, không đánh đề, không gì hết trơn. Lâu lâu mua tờ với số cầu mai vậy thôi, bấy nhiêu đó. Dễ ha. Rồi, lại cũng dễ tính chứ bộ. Rồi, trước giờ cô làm có dành dụm được chút ít nào không? Hả? Trước giờ cô làm thì nói chung nuôi con ăn học ra trường rồi cũng đủ sống qua ngày. Mình đến với nhau là đâu phải vì vật chất đâu, nhưng mà quan trọng tuổi như chị bây giờ, như em bây giờ là xưng với con là như chị, xưng với mấy anh trên mạng xã hội là em, đúng không? Dạ. Thì tuổi như vậy thì xế chiều rồi, mình đến với nhau là sống nửa quãng đời còn lại chủ yếu là cái tình cảm trước đó, đúng không? Dạ. Rồi mới tới vật chất sau. Ừ, đúng rồi. Rồi coi như là mình lên cô tìm một nửa thương là ở đâu cũng được ha, vùng miền ở đâu cũng được, ở đâu cũng được. Miền Tây, miền Trung, miền Bắc gì cũng được. Anh đó anh cảm thấy ở trên mạng ấy, anh thấy tư cách mình ăn nói nhìn mình là hợp với ảnh, có sự đồng cảm thì anh xin số điện thoại của chương trình. Dạ. Yeah. Bây giờ những chú nào ở quê cuộc sống thì không có khá giả đâu, ở nông thôn mà cô biết rồi đó. Cũng tốt. Đủ ăn đủ mặc thôi. Giờ cô về quê không? Cũng được nữa, được. Nhưng mà không có khá giả đâu nha. Kệ đi, sống qua ngày đã nói là anh đợi biết bao nhiêu cho đủ. Mà chú nó cũng hơi yếu rồi đó. Kệ đi, chú chống gại cũng được nữa. Miễn cái duyên mình tới là mình làm sao. 80 tuổi cũng được. Ý là cái duyên của mình tới làm sao được, tránh né đâu được. Đã nói tình duyên mà ông ta Nguyệt cũng sai cho mày xe cho mình chứ đâu mình lừa được. 80 tuổi, 90 tuổi cũng được. Bao nhiêu miễn hệ sống có đạo đức, đừng có lừa dối với nhau là đủ rồi. Việc người thật, việc thật là tốt rồi. Vậy cô dễ chứ bộ. Không có chọn anh nào hết. Vậy là tốt đó. Thế thì cô xem chương trình của anh em lâu chưa nè? 6 tháng rồi. 6 tháng rồi cô để ý anh nào chưa? Không có để ý. Có nhiều lắm, nhiều anh lắm, mà nước ngoài có, nước Việt Nam có, nhưng mà không có chọn anh nào hết trơn. Ồ, sao vậy? Không chọn, để cho anh nào anh thấy mình hợp với ảnh thì đồng ý, vừa làm khách đến vui làm khách đi thì ảnh chọn. Bây giờ mà 60 tuổi mà lên chương trình cô có ngại không? Thì nói chung là ví dụ bây giờ trên mạng xã hội thì biết bao nhiêu người, ai muốn nói gì nói thì tùy. Mình không ép tơ thì mình nghe miệng của người ta nói, đúng không? Họ nói gì thì họ ném đá vô tay gì. Mỗi người có một số phận riêng, đúng không? Đôi dép còn có số. Ở đời ai cũng muốn mình hoàn hảo, đúng không? Chứ đâu muốn chồng chết, chồng bỏ, chồng chê. Đó là số phận của mỗi người. Ai nói gì kệ. Con chồng mình làm đúng ha? Đúng, mình sống đúng với lương tâm mình, túi mình ngủ mình không hổ thẹn với lòng mình là được rồi. Ok, cô nói chuyện rất thẳng thắn đó. Rồi, thế bây giờ chú mong mua, cô mong muốn nhất điều gì ở cái người mà gắn kết với mình sau này? Mong muốn là cái anh đó là giàu nghèo cũng được, cái này là trời phạt cho sao hướng dạy, nhưng mà sống cho có đạo đức, có sự đồng cảm, hiểu nhau. Quan trọng đạo đức thôi. Đúng. Rồi. Biết người biết ta, lo cho nhau là đủ rồi. Có mắm không mắm, có muối không muối. Ồ, vậy quá dễ luôn á. Thì bây giờ cô làm một tháng cũng 6-7 triệu ha? Đúng rồi. Mình có dư được chút vốn nào chưa? Thì nói chung thì cũng có chút đỉnh. Yeah, đừng để hộ thân vậy thôi. 100, 200 không? Kể nếu mà anh nào nghèo như mình thì chọn mình. Anh nào giàu, anh mình nghèo thì anh không chọn. Chứ cô đâu có chọn anh nào đâu. Cô chỉ lên chương trình thôi. Nếu mà anh nào anh thấy hợp với ảnh, cái tư cách mình ăn nói, mình nói hợp tình hợp lý với ảnh thì anh chọn, đúng không? Dạ. Yeah. Thôi tùy ảnh. Mình đâu ép tình chuyện tình cảm mà. Con tim của mỗi người đó duyên, ai đó ha. Tùy duyên cô ha. Đúng rồi, đó là tùy duyên. Nếu mình gặp được người mà có khá giả chút xíu mình đỡ thì hay xui, mình về mình lo. Đúng rồi. Còn nếu mà còn khổ thì cùng làm cùng ăn. Đúng rồi. Ăn dưa ăn mắm thì cũng hết đời người. Em ơi, 60 năm cuộc đời rồi. Trời sống nữa quãng đời còn đỡ, trời phạt cho xu hướng dạy đi. Tới đó, tới đó.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Dạ. Cô quá thẳng thắn. Hiền thẳng thắn ha. Có sao nói vậy. Phong cách cũng hơi độc lạ đấy. Phong cách trẻ trung ấy. Trẻ, nhìn tới Việt Kiều không á, dễ thương. 60 tuổi mà. 60 tuổi rồi. Ăn mặc xịn tin, cô tự ăn mặc hay ai bày cô đây? Có ai bày đâu. Tự làm luôn. Thì mình lên chương trình là cả mạng xã hội đúng không? Mình không ăn mặc hở hang được rồi. Cho nó gọn gàng, nó tươm tắt chút xíu. Họ cái đối cho sạch, rách cho thơm đúng không? Đúng rồi. Xịn tin đó là đùa đâu. Mà nhìn cô có hở hang không? Không hở gì đâu, hở cái tay chứ hở gì. Phong cách đó. Phát tuyệt vời đó. Nói chung là cái ăn mặc thì cô cũng phong cách trẻ trung đấy. 60 tuổi mà với nhan sắc là khá trẻ đó chứ không phải đùa đâu. Trẻ dữ. Cảm ơn mấy cháu nha. Cô cũng mong mơ hồi nãy ra mua tại với số ủng hộ cô bị què chân đó. Nếu mà chị đi vô thì cũng gửi cho tất cả bốn anh em này chút đỉnh để uống nước rồi. Đã luôn. Không, cũng cầu mong là như vậy. Quá tuyệt vời. Ngày nào cũng mua tờ ấy kệ cầu may. Rồi, cảm ơn tụi con, cảm ơn cô. Hôm nay cô lên chương trình này cô chia sẻ tâm tư nguyện vọng mình là cô thấy vui chưa? Vui. Vui rồi ha. Rồi. Nói hoài mà. Trước khi kết thúc thì cô lời nào nhắn gửi tới mấy anh mấy chú mà đang xem chương trình muốn kết nối với cô nè. Trước mắt là em Lê Thị Thị Dương, sinh năm thứ tư, quê ở Quảng Nam. Hiện tại là ngụ sống ở Long An, nghề nghiệp là chăm trẻ em. Đến với chương trình là mục đích là tìm nữ mảnh yêu thương, nửa quãng đời còn lại sống của tuổi già sẽ chiều. Mà em thì không chọn anh nào hết, để anh nào thấy nhìn em thấy có sự đồng cảm, có sự mến mộ thì xin liên hệ với chương trình. Còn em không có chọn anh nào, thứ nhất là về nghề công việc làm gì cũng được, miễn là đó là cũng là kiếp sống sinh nhai của mỗi người thôi. Rồi em xin hết, xin chào chương trình cộng mạng, mong cộng đồng mạng anh chị em tất cả đừng ném đá em. Rồi tụi con cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa yêu thương, mong đợi cô ha. Rồi cảm ơn. Rồi hôm nay cô lên chương trình thì cô có cam kết những thông tin cô chia sẻ là đúng, có. Cô chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình ha. Có, em là Lê Thị Thị Dương, người thật việc thật, xin cam kết là ông xã mất thật sự, không vướng bạn ái, con chỉ có một đứa mà một ra trường học, ra trường đi làm rồi. Mấy dùng là chưa có vợ thôi, chuẩn bị đóng tiền bạc để đám cưới mà chưa có chọn duyên mà, chưa có đến này chưa cưới thôi. Dạ, cô có cho. Cô cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh của cô vào video chia sẻ trên mạng xã hội, cam kết là không gửi xuống cô đều đồng ý ha. Chấp nhận. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô chính vậy đồng hành theo dõi câu chuyện hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho chú có cô có cách nhìn đa chiều hơn. Xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị. Xin cô quá dễ thương. Uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chắc phải gần chục chai. Rồi thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước ấy là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Là chỗ cái khớp ngón đó là cái khớp ngón là ở cái bàn đó nó sưng lên. Dạ. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp rồi bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh thoái hóa khớp tay đó ha. Rồi. Rồi nó bị tê bì nữa, bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần là bớt chắc phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. Hết chai thứ nhất là bắt đầu là thấy bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái nó trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn yeah. Anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ dạ, vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em này. Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi ok. Rồi ok anh, uống tốt thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi, em cảm ơn anh, em chào anh nhá. Rồi. Dạ.